xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 29 tháng 9 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra lúc này lúc khác nhờ tính cách nhạy bén và thông minh, dường như không có việc gì có thể làm khó được người tuổi tỷ. Tuy nhiên, ngày hôm nay cho biết, con giáp này không kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, thời gian dành cho gia đình còn hạn chế nên giữa các cặp đôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Người độc thân mãi mê gây dựng sự nghiệp nên chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương. Tài chính, Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, người tuổi tỷ chống hoàn thành tốt mọi kế hoạch tiền đổ vào tuổi một cách ôn ôn. Cẩn trọng, căng thẳng nhất mọi vì việc làm quả sức. Tuổi giáp tỷ mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Tuổi bính tỷ khó lòng mà tập trung vào sự nghiệp. Tuổi mậu tỷ còn sợ sệt bi quan vào tình thế hiện tại. Tuổi Cành tỷ nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc. Tuổi nhâm tý tình yêu lửa đôi ngày càng lâm vào bể tắc. Con số may mắn số 22, số 4, màu sắc may mắn màu nâu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi dậu. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, còn giáp này đưa ra được những ý tiện, ý tưởng tuyệt vời tạo bước đệm cho việc thăng tiến trong công việc. Không mất quá nhiều thời gian để bản mệnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao thu về thành quả đáng kể. Tình cảm Vận trình tình cảm từ tốt, người tuổi này hãy cứ an tâm tận hưởng khoảng thời gian bình yên vui vẻ bên những người thân yêu trong ngày. Sự chân thành rộng lượng của người độc thân sẽ sớm cảm hóa được trái tim của người ấy. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, ngoài các khoản thu chính thì bản mệnh còn có khoản dư giả khác từ những nghề tay trái. Cẩn trọng, tình trạng sức khỏe đang có dấu hiệu sa sút do áp lực nhiều thứ. Tuổi ất sửu không dung hòa tốt chuyện tình cảm đang có. Tuổi đinh sửu tất bật khắp nơi, kết quả không được như mong muốn. Tuổi kỷ sửu nên trân trọng từng cơ hội mình đang có. Tuổi tân sửu kế hoạch đổ bể dễ gây tổn thất tuổi quỷ sổ, chuyện tình cảm vô cùng tốt đẹp. Con sổ may mắn, số 11, số 9, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. ba Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Người tuổi dân không khỏi buồn lòng vì những nỗ lực cống hiến của mình trong khoảng thời gian dài không được đền đáp xứng đáng. Điềm bảo có hòa tiểu nhân đều bám nên mọi công sức đổ sông đổ biển cũng là chuyện hiển nhiên. Tình cảm, vận trình tình cảm không thuận. Tử vi ngày hôm nay cho thấy tín hiệu những người đã lập gia đình có thể sẽ vướng vào thị phi bất cứ lúc nào. Sự cố chấp bảo thủ của những chú hộ chỉ càng khiến cho mối quan hệ rơi vào ngõ cục. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng Tử vi ngày hôm nay chỉ rõ trước mắt người tuổi dần hôm nay có khá nhiều cơ hội làm đầy tuổi tiền. Cẩn trọng, có khả năng thất thoát một khoản lớn. Tuổi Giáp Dần, mâu thuẫn liên tiếp khiến đôi bên mệt mỏi. Tuổi Bính Dần, dễ nản lòng và bi quan khi gặp khó khăn. Tuổi Mậu Dần, vận tài lộc tăng tiến không ngừng. Tuổi Canh dân, đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Tuổi Nhâm Dần tình yêu ngày càng trở nên xa cách. Con số may mắn số 12, số 8, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát tràn sen. Cấp trên nhìn thấy sự tận tâm, nhiệt tình của người tuổi mão trong quá trình làm việc. Cơ hội gõ cửa không ít lần, nhưng bản mệnh chỉ có thể đạt được năng suất cao nhất khi được sắp xếp vào công việc hợp lý. Tình cảm Vận trình tình cảm tư sáng, người độc thân nhanh chóng chinh phục được những người mình yêu thương bấy lâu nhờ vào sự chân thành, hòa đồng. Mỗi quan hệ có khả năng tiến xa hơn trong tương lai nếu như có sự nỗ lực của cả hai người. Tài chính, vận trình tài lộc vượng sắc, người tuổi mão có khả năng lớn sẽ nhận được khoản thưởng xứng đáng với những công sức bấy lâu dưới sự hỗ trợ của thiên tài cẩn trọng, áp lực trong công việc vì chưa có sự cân đối giữa thời gian. Tuổi ất mão cần phải tránh vạ miệng xa vào thị phi. Tuổi đinh mão càng cố chấp sẽ càng mệt mỏi tổn thương. Tuổi kỷ mão đề phòng tiểu nhân quấy phá ghen tị. Tuổi tân mão tài lộc dễ tổn hao ngoài dự kiến. Tuổi quý mão không nên giữ thù án trong lòng. Con số may mắn số 51, số 6 màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, tâm tĩnh, phấn khởi, thoải mái giúp cho những chú rồng có đủ năng lượng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng điềm bảo dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp, khuyên còn giáp này cần phải cố gắng kiểm soát tốt cái tôi của mình. Tình cảm, Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, người độc thân có cơ hội tìm thấy trân ái của cuộc đời mình với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, cái khó ở đây là do đào hoa quá vườn nên đặt con giáp này vào sự lựa chọn khó khăn. Tài chính, vận trình ta lộc xa xúc, những chú rồng có xu hướng mua những món đồ xa xỉ, không dùng đến nên hao hụt một khoản tiền trong thảy. Cẩn trọng, hành động theo cảm tính nên khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Tội giáp thân, tình cảm không giữ được vì người muốn giữ, người lại phá. Tội bính thân, nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác, kinh doanh. Tội mậu thân, tránh để sai sót nhỏ làm ảnh hưởng tới kết quả sau cùng. Tội canh thân, có quyết tâm thì việc gì cũng làm được. Tuổi nhâm thân, con đường tình duyên rất xuân sẻ. Con số may mắn số 1, số 23, màu sắc may mắn màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Còn giáp này khó lòng hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra trước đó do chưa sắp xếp tốt khó lượng công việc chất đóng. Hiệu quả công việc bị giảm sút đòi hỏi bản mệnh phải sớm điều chỉnh lại mọi thứ. Tình cảm vận trình tình cảm có nhiều biến động, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi phải trải qua nhiều khoảnh khắc thăng trầm mới tìm thấy bình yên. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là gia vị cần thiết để tình yêu thêm trọn vẹn hơn. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống bất ổn, một vài khoản phát sinh mới dễ đẩy con nhấp này vào tình trạng túng thiếu. Cẩn trọng, sức khỏe không được đảm bảo do làm việc lao lực. Tuổi ất tỵ, thu nhập chính phụ đều trên đà tăng tiến. Tội đình tị làm việc cảm tính khó tránh khỏi sai lầm. Tội kỹ tị mất tập trung và tinh thần khi làm việc. Tội tân tị thoải mái chi tiêu nhờ tiền bạc rộn rỉnh. Tội quỷ tị nên tận dụng khả năng để nắm bắt lợi thế. Con số may mắn số 7, số 6, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp. Đối với những cách thức đặt ra trong công việc, con giáp này nhanh trí tìm đến sự hỗ trợ xung quanh chứ không tự ý hành động. Như vậy mà bản mệnh hạn chế được tối đa những sai sót ngoài ý muốn. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mãn. Tử vi ngày hôm nay cho biết người tuổi ngọ với nửa kia có thêm khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh nhau. Mặc dù cuộc sống vợ chồng phải chịu ít nhiều áp lực cuộc sống, xong mọi khó khăn đều có thể vượt qua tài chính vận trình tài lộc bất ổn người tuổi này có xu hướng vung tài quả tráng cho những món đồ mình yêu thích mà không nghĩ tới túi tiền còn bao nhiêu cẩn trọng chi tiêu hoang phí nên không có khoản tích lũy cho mình tuổi giáp ngọ tiểu nhân rình rập và luôn tìm cách để quấy phá tuổi bỉnh ngọ mắt nhìn người còn kém linh hoạt tuổi mậu ngọ công việc khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Tuổi canh ngọ bị tiểu nhân gây đàm tiểu thị phi nhũng nhiễu. Tuổi nhâm ngọ hạn chế thực hiện các giao dịch lớn. Con số may mắn số 15, số 8, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, thời cơ tốt, Người tuổi Mùi phát huy tối đa thấy mạnh sẵn có để khẳng định chỗ đứng cho mình tại nơi làm việc. Còn giáp này may mắn hơn cả khi nhận được vô vàng sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Đừng quên gửi lời chào tới họ. Tình cảm: Vận trình tình cảm có nhiều chuyển biến tốt. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phải, từ đó gia tăng cơ hội tìm được một nửa yêu thương. Tuy nhiên, quyền còn giáp này tránh nên đặt nặng giá trị vật chất trong tình yêu. Ta chính, vận trình tài lộc dồi dào, các hạng mục đầu tư nhanh chóng phát triển, đem lại cho bản mệnh một khoản dư giả. Cẩn trọng, sức khỏe xuất hiện một vài dấu hiệu bất lợi như hoạt động của thận. Tội, ất môi, công việc áp lực nhưng vẫn diễn ra thuận lợi. Tội, đinh môi, bỏ lỡ mối nhân duyên tốt vì bản tính rụt rè tự ti. Tội, kỹ môi, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình. Tội, tân môi, kinh doanh, buôn bản, khả quan, tuổi quỷ môi hay có cảm giác hối hận về những việc đã qua. Con số may mắn, số 28, số 4, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Không phải là không có khó khăn, nhưng nhờ vào những suy nghĩ tích cực mà người tuổi thân có thể vượt qua mọi chuyện. Khúc mắt dần được gỡ bỏ, người tuổi này từng bước tiến lên được vị trí cao hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng trầm, ảnh hưởng của đào hoa dữ khiến cho tình cảm lửa đôi chịu nhiều tác động ngoại cảnh. Một phần là vì tình yêu chưa đủ lớn khi đứng trước sự phản đối từ gia đình. Tài chính, vận trình tài lộc có nhiều biến động, những quyết định tài chính có quy mô lớn luôn đòi hỏi sự cân nhắc và kỹ lưỡng trước khi hành động. Cẩn trọng, cần cân bằng tốt giữa con tim và lý trí. Tuổi chấp thân, tiền bạc mỗi ngày một vơi đi do những quyết định thiếu sản xuất. Tuổi bính thân, đừng chủ quan phiến diện kẻo mắt sai lầm. Tuổi màu thân, nên chủ động học hỏi tích lũy kiến thức. Tuổi canh thân, không nên giữ trong lòng buồn phiền ở quá khứ tuổi nhâm thân nên bình tĩnh và sản xuất khi kinh doanh con số may mắn số 11 số 9 màu sắc may mắn màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tỵ 10 tứ vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra có chút rõ rẫm vấn đề gây ra nhiều lo lắng nhất trong giai đoạn này có lẽ là các mối quan hệ xã giao tử vi ngày hôm nay nhắc nhở người tuổi dậu cần phải tránh lo chuyện bao đồng vui vẻ và hòa đồng với những người xung quanh để tạo môi trường làm việc một cách thoải mái nhất. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng hoa, cuộc sống vợ chồng luôn được hài hòa và tràn ngập hạnh phúc là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con giáp này được vượt qua những áp lực của cuộc sống. Dành thêm nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng nhau, tình yêu sẽ theo đó mà lớn dần. Tài chính, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn bất ngờ. Đối với khoản thu nhập chính, tuổi giàu không cần phải quá lo lắng. Cẩn trọng nên mạnh dạn bước ra khỏi không gian chỉ mang cho mình cảm xúc tiêu cực. Tuổi ất giàu tiếc nuối hối hận về những việc đã làm. Tuổi đinh giàu do làm việc cần phải tập trung để đem lại hiệu quả cao nhất. Tuổi kỷ giàu tài lộc trong ngày không vượng lắm. Tuổi tân giàu dễ bị người khác chơi xấu sau lưng. Tuổi quỷ giàu chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió. Con số may mắn số 28, số 35, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra trò chảy. Dù gặp khó khăn hay trở ngại gì thì con giáp này cũng có quý nhân giúp đỡ kịp thời công việc cứ thể tiến triển và có thể gặt hái được những thành tích vượt ngoài mong đợi. Tình cảm, vận trình tình cảm vững sắc, người độc thân không phải tốn nhiều thời gian hay công sức để tìm được tình yêu đời mình. Chuyện về chung một nhà chỉ là chuyện sớm muộn khi hai trái tim đã thuộc về nhau. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, con giáp này tự tin với những quyết định liên quan tới tiền bạc mà luôn có những suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Cẩn trọng tương quả chủ quan với những dấu hiệu bất ổn trong cơ thể của mình. tuổi giáp tuất cần suy nghĩ thận trọng trước mọi quyết định được đưa ra. tuổi bính tuất làm việc tự chủ có định hướng. tuổi mậu tuất bình tĩnh đối diện với những tình huống bất ngờ. tuổi canh tuất tiền bạc gia tăng nhờ có thêm nguồn thu mới. tuổi nhâm tuất thời gian trôi qua lãng phí. con số may mắn số 21, số 30 màu sắc may mắn màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi dân. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều thách thức đặt ra những rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng hoang mang bế tắc nếu biết tìm ra cả sai để khắc phục thì trong tương lai con giáp này không còn lặp lại chúng nữa tình cảm Văn trình tình cảm gặp nhiều xung đột. Tình cảm vợ chồng có những vết rạn nứt rõ rệt do bất đồng quan điểm sống mà ra. Nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu có đủ lớn thì chẳng sợ không vượt qua được giai đoạn này. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, vận đen đeo bám không thiếu, có thể gây ra những rủi ro trong phương diện tài chính của con giáp này. Cẩn trọng, không nên chủ quan quá mức với với những dấu hiệu thay đổi bất thường của cơ thể. Tuổi ất hại, mâu thuẫn chồng chất khiến tình cảm không còn được như lúc ban đầu. Tuổi đinh hại, thể hiện năng lực trong nhiều lĩnh vực. Tuổi kỷ hại, con đường tình duyên kém vượng. Tuổi tân hại, đôi lửa yêu nhau, tránh những mâu thuẫn xảy ra. Tuổi quỷ hại, công việc nảy sinh nhiều vấn đề khó xử. Con số may mắn số 14, số 27, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi mão